Hello anh chị, chào mừng anh chị đã đến với kênh Xe Lướt Sài Gòn. Lại là em Tâm đây. Em Tâm máy xe có tâm anh chị ạ. Hiện địa chỉ của em Tâm là 44 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2 nha anh chị. Betka Sài Gòn. Rồi hôm nay em Tâm sẽ giới thiệu với anh chị một mẫu xe gia đình, Sedona máy dầu nè anh chị. Rồi đây anh chị ha, Sedona máy dầu màu xám. Màu này chắc xám lông chuột quá. Rồi xám lông chuột anh chị, hôm qua bên em Tâm mới đi lấy về luôn, máy dầu bản full. Con này là đời 2020 anh chị, nhưng mà đăng ký là tháng 2 năm 2021. Xe này thì mới lăn bánh có 31.000 cây. Xe này là chất xe zin 100. Chất xe này rất là zin anh chị, không có zin 100% đâu, em nói nhầm đó. Chất xe khá là zin. Để xíu nữa em quay cái chất xe trong cho anh chị coi. Xe này em Tâm đang quay là đang dọn dẹp chuẩn bị trưng bày nè. Rồi em Tâm quay cho anh chị coi luôn. Sedona máy dầu bản full anh chị ha. Nè để em quay cái phần máy trước cho anh chị coi nè. Khoang máy, nói chung chất xe này mới lắm. Đó, 2020. Thì về phần máy em Tâm vẫn cam kết với anh chị là keo không đâm đụng, không ngập nước, keo chỉ là nguyên zin anh chị ha. Đó. Xíu nữa em Tâm sẽ quay cái phần gầm cho anh chị coi nè. Đó, thấy cái phần gầm không anh chị? Nhìn như xe mới vậy anh chị. Đó, đây là cái phần gầm. Giờ anh chị coi đây là cái mâm xe và bộ hai cái vỏ trước là đã thay rồi nha anh chị. Hai cái vỏ trước là đã thay rồi. À, còn hai cái vỏ sau là heo xe từ lúc mới mua. À, thì tại vì xe mà mình vận hành thì mình không tránh được những lần mà cán đinh anh chị ha. Nếu mà xe nào mà may mắn không có cán đinh thì không có gì để nói, em Tâm nói trước luôn là hai cái vỏ này mới thay. Còn khá là mới nè anh chị. Còn hai cái vỏ sau này là theo xe nè. Anh chị ha. Hai vỏ sau theo xe rồi. Để em Tâm quay cái chất xe cho anh chị coi. Đây. Bao ni lông chưa gỡ luôn nè anh chị. Bao ni lông chưa gỡ luôn nè. Xe thì có bọc trần rồi anh chị ha. Về cái option xe thì nó lại giống cái xe 209 kia. À, option thì nó không giống nhau. Đây nè, đây là cái nẹp bước chân anh chị, này là nó có trái đèn luôn nha anh chị. Rồi để em quay hai cái khoang mà là VIP nhất nè, hai khoang VIP nhất của xe Sedona cho anh chị coi. Đây là hai cái ghế mà được sử dụng nhiều nhất trong cái dòng xe Sedona nè anh chị, hai cái ghế thương gia, hai cái ghế ông chủ của bà chủ. Nhưng mà anh chị coi nè, coi cái chất ghế da zin nè, vẫn còn khá là căng và không có bị nhăn da, có nghĩa là xe này cũng ít có sử dụng hai cái ghế sau lắm. Nói chung xe này chất xe như mới vậy anh chị. À, điều hòa hai vùng độc lập, hai cửa sổ trời ha. Đó. Rồi 1.050 cho cái xe 2020 anh chị, và đăng ký là tháng 2 năm 2021. Màu xám. Ngoài ra là em Tâm còn một chiếc này hôm bữa em Tâm có quay rồi nè. Để em Lâm vô đây quay cho anh chị coi, màu trắng 2019. Đây nằm trong đây. Đây nè anh chị, 2019. Ha. 2019 màu trắng, con này đi 42.000 cây rồi anh chị. Con này thì 990 triệu vẫn còn thương lượng cho anh chị khi lên coi xe. Xe này đợt trước em Tâm có quay là biển số Thanh Hóa, nhưng mà hiện tại đang chuẩn bị bên em Tâm rút về Sài Gòn rồi. À. Ừ, cái xe ngoài đây là cái gốc còn vẫn ở Sài Gòn luôn nha anh chị. Cái gốc xe này vẫn ở Sài Gòn luôn. Hai xe này là gốc Sài Gòn luôn, nên anh chị nào mua vẫn tiết kiệm 20 triệu tiền biển số ha. Đó. Rồi. 2020 1.050, 2019 là 990 triệu. Nói chung xe nào thì em Tâm lên đây coi xe, ưng cái xe đi rồi anh em mình làm giá sau cũng được. Nói chung xe nào em Tâm cũng hỗ trợ giá cho anh chị nha, nếu mà anh chị có thiện chí. Rồi cuối anh chị nào có quan tâm đến dòng xe nào thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên hoặc là Zalo. Em Tâm sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như giấy tờ xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe.